Đây, cội này mình mới mở lô mới gặp con bổi cả nhà. Đây, đường này đường lộ quốc phòng. Cây khô nó gáy. Mình sẽ vô đây mình gác nha nhà. Mình sẽ quay clip cho cả nhà xem. Con này thì mình nghe gáy là trơn gồng á. Giờ nghe nó gáy thúc gáy chiêu trơn gồng. Sẽ vô đây gác. Mình sẽ quay clip cho cả nhà xem ha. Con này thì 99% là trơn gồng nha cả nhà. Nãy nó đậu diện mình nghe gáy là trơn gồng rất là nhiều luôn, chưa nghe lỏ. Thì nói chung là chim thì mình nghe gì thì không biết về nó có lỏ hay không, chưa xác định được. Nãy gáy ba bốn tiếng á, gồng không luôn, trơn gồng. Con này đóng phèn. Nãy nó về cái nhánh khô này cả nhà, vừa về là rớt xuống liền luôn. Này đem mồi gỡ ít đi, không cài bị nhắm mắt mới chữa hết, đem đi. Nay kèo này 2 giờ cả nhà, 2 giờ chiều, chân rồng không hậu. Con này nó đóng phèn quá cả nhà, lông hơi đen, nóng tánh. Quay chân cho cả nhà xem ha. Đấy, quay chân. Dính tới cùm luôn. Chân khâu gan. Chim này nó bị đóng phèn à.
mới nhậm mắt hết à, phong độ chưa đạt không cả nhà, đi cho nó nhớ gừng lại. Ô mày gọt gọi đang gáy trong đây nghe nha, hai con này một hậu nha.